Chào cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh vlog của Phi Điểm Wedding, kênh chuyên về các vấn đề liên quan đến tổ chức đám cưới. Ngày hôm nay mình đang có mặt ở Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện một cái dự án nhỏ nhỏ, nhưng mà với những cái con người thì không hề nhỏ bé chi nào. Mọi người cùng xem đây là nhân vật chính là ai nhá. Đây, mời mọi người gặp nhân vật chính nha. Chào mọi người. Hôm nay ở đây anh thấy luôn đó, trang trí hơi bị chuẩn đấy. Hơi bị chuẩn luôn. Mà như em thấy là mình quay ở khu này thôi đúng không? Đúng rồi. Là khu này thôi đúng không? Em nghe đâu nói là tí nữa phải múa nhảy và làm đủ thứ đúng không? Cái đấy thì em chịu thua. Cứ làm được đến đâu thì làm thôi, vấn đề gì đâu. Lâu lắm rồi em chưa dám tự tin như bây giờ. Nói thật với anh luôn là em mặc vest nó không có phù hợp cho lắm. Bên trên này còn nhìn ok, nhìn bên dưới nhìn hú hồn đó, đáng sợ. Đó. Còn hai nữa là em đang gặp vấn đề lớn nữa. Extra của mình, anh nói thật với em 1m66. Em là hôm nay nhân vật chính. Tất cả người xung quanh em toàn cao hơn em hơn cái đầu. Thì em cũng đang hơi lo lắng về cái điều đó. Tí lên camera ra sao. Thì mong là mấy anh em đi có thể hỗ trợ được điều đó, kéo chân mình hay làm cái gì đó cho nó hợp lý. Không vấn đề gì đâu. Anh nghĩ là em chỉ cần làm nền thôi. Em vâng. Em không cần phải lo lắng quá như thế đâu. Công chúa và quái vật hôm nay là đúng là ngày của vợ đấy nhỉ, thì là chiều vợ đó. Đây là team quay phim đây, xấu dai đây. Nhìn như là thấy ai đẹp dai hơn đúng không? Tét góc nhá, tét góc nhá. Tét góc này. Nhìn giống công chúa hoàng tử không? Đẹp quá anh ơi, trời ơi em muốn ngồi đây mãi. Bây giờ là đang set up một cái cảnh gọi là cảnh vũ hội trong lâu đài. Tất cả các diễn viên quần chúng đang đóng vai các công chúa hoàng tử đây. Khâu chuẩn bị váy công chúa rất là phức tạp. So many. Đây ai bảo đây là bà chủ đúng không? Trông như ô xin đấy. Anh là nghĩa là đứng cạnh công chúa đích thực đây thì đúng rồi. Hai bạn tập một cái điệu nhảy đơn giản xíu nhá. Đâu rồi nhỉ? Xem xít đâu rồi nhỉ? Em ơi, đứng đây. Anh thử nhá. Bây giờ cứ đi vòng tròn thôi nhá. Thử nhá. Đấy, cái nhẹ nhàng thôi này. Đấy là cơ bản nhưng mà cũng phải để ý giữ váy nhá, tại vì dễ dẫm vào này. Còn nếu mà muốn ấy thử nhá, anh xoay thử nhá. Đây, em kịp xoay theo tay anh nhá. Đây. Không nhấc được. À, không nhấc tay được à? Thế thì khoai nhỉ? Không nhấc được, em nghĩ là chỉ xoay vòng tròn. Thế thì chỉ xoay vòng tròn thôi. Em thử vào đi. Vô đây. Đấy, làm vừa rồi nhanh làm. Cái điểm quan trọng là điểm hôn á, anh cho em một cái dáng hôn. Đấy, bây giờ. Đấy, cầm tay cao lên nhá. Không, cầm như này. Cầm như này. Hoặc là như này. Đây, rồi ok, đấy. Đỡ vào vai. Em đặt tay. Đỡ vào vai. Đấy, đỡ vào vai nhá. Em đặt tay lên đây, em đặt tay. Đấy, đặt cao lên một chút. Đấy, rồi ok. Áo cho phép không? Thế xong rồi bây giờ là cứ dích vòng tròn nhá. Cứ dích vòng tròn đi chậm thôi, em thử đi. Đấy, em cố gắng để không bị dẫm lên váy. Đấy. Thì coi như em giống như con pa ấy, em đứng ở giữa nhá. Xong rồi bạn sẽ đấy. Xoay xung quanh nhá. Em cứ bám lấy xem xít mà em xoay xung quanh nhá. Em bám lấy Hiếu nhá. Đấy, Hiếu cứ xoay nhá. Cứ đung đưa nhỉ. Này, đưa này. Đấy. Từ từ chậm thôi, thật chậm thôi. Cứ thật chậm thôi. Thế rồi nhá, bây giờ anh bảo thử một điệu hôn nhá. Đến à tức là ngại nhá. Em ngại thử. Làm trước. Đây, anh làm mẫu cho, Đây nhá. Đây, ngả xuống đây. Không, anh ốm. Nghiêng về bên trái, nhá. Được. Không nghiêng này, nghiêng về theo chiều này, em hiểu không? Không, đứng bên này. Đây. Xong rửa xuống, đây. Thôi, em cúi xuống nhưng mà có được không? Để thử đã. Không được khó đúng không? Cứng lắm đúng không? Cứng. Thế thì chắc khó rồi. Nó cứng từ đây rồi. Mà tay còn không lấy được, tay còn không cử động được cơ. Ốm không vô được cái này. Có kiểu hôn đứng mày. Gì? Có kiểu hôn khác không? Thì dừng lại rồi hôn thôi. Ê, thử đi. Bây giờ anh bảo nhá, thử xoay nhảy một đoạn, xong rồi dừng lại hôn. Dừng lại thật chậm thì hôn nhá. Hôn từ từ thôi nhá. Xong thử dừng lại, tất cả dừng lại nhìn nhau một lúc. Nhìn nhau xong đi vào từ từ. Từ từ.
từ nhá, từ từ đây, từ từ thôi, từ từ nào, từ từ thế nào. Đấy, ra hôn đi, hôn này, chậm nhẹ nhàng. Chậm thôi, chậm nhá, thật chậm thôi, thật chậm thôi nhá. Mà, thật chậm thôi mà hiếu chủ động nhá, hiếu chủ động hơn nhá, hiếu chủ động hơn nhá. Thật chậm thôi nào, làm lại nào. Chậm nữa mà, chậm nữa mà. Đấy, ok. Gài áo. Gài một nút thôi là được em nhá, gài một nút cho thoải mái. Tay chân bọn em cứ cử động tí đi cho thoải mái. Gài một nút nhá. À với cả xem em này đi ấy là đi lùi phía sau này, em đổi cho anh, em đi giày này không nhìn không ổn rồi. Em nào thay em góc kia thay. Em góc kia thay bạn cho. Bây giờ nhá, anh góp ý nhá, tức là hôn bị nhanh quá. Hôn bị nhanh quá. Giống kiểu như trả bài quá. Okay. Nhá. Sâu lắng một tí, xong rồi lúc hôn xong ấy cũng dừng rời ra cũng phải chậm thôi. Chậm ra thôi. Đấy, em bập vào phát là hiểu không? Okay. Đấy, ok nhá. Cái hình thức mà mọi người đang làm hôm nay ấy, nó là một cái dạng mà gọi là style shoot ấy. Tức là quay và chụp với cái bối cảnh setup ở tại phim trường, chứ không phải là làm ở ngoài trời. Thì cái hình thức này có thể thay cho cái hình thức pre-wedding. Tức là đơn thuần là từ trước đến giờ là các cặp đôi là chỉ đi ra ngoài ngoại cảnh, hoặc là quay chụp với cả thiên nhiên, hoặc là với những cái gì có sẵn ấy. Thì một cái hình thức mới bây giờ gọi là quay và chụp style shoot, tức là trên những cái bối cảnh được set up. Thì mọi người có thể thấy là để mà thực hiện được một cái bộ style shoot mà đúng và đạt yêu cầu ấy, là cần rất là nhiều sự cố gắng cũng như chuẩn bị của rất là nhiều ekip các cái bên liên quan, như là decor, rồi là phục trang, đạo diễn, đạo cụ, cũng như là cần cái sự cố gắng rất là lớn của cặp đôi để có thể có một cái buổi style shoot thực sự là thành công. Và mình cũng phải nói thật là cũng không phải là cần thiết cặp nào cũng cần thiết phải làm cầu kỳ như này đâu, mà cái này là thật ra là một cái trường hợp mình muốn làm kỹ hơn ấy, chứ còn bình thường thì nó cũng không đến mức như thế đâu. Nhảy mà, nhảy vòng tròn mà. Cô giàu xinh quá. Rồi, ok, xong rồi, ăn luôn, quay. Mấy khói có chưa? Đang đến. Thế này nhá, rồi, ok. Rồi, mày. Đừng để nhấm nha, xe về. Đã dính vô. Hôn là dính luôn. Ông mạnh mẽ lên cho tôi, ông Hiếu ơi. Mạnh mẽ lên. Đấy, ngồi luôn đấy đi. Đang góc đang đẹp. Đây. Mắt nhìn xuống đây đẹp, đang cầm lên. Sợ nhẹ đẹp. Động. Đây là đến màn khói lửa đây. Khói lửa đã lên này. Ba lần trước em làm thì thật sự là trong cái chế thì là cái trường đó là không có một cái quạt này, em quay FIFA thì phải, nhưng mà không có một cái gì hết mà em ướt, mà thật sự là anh phải hiểu cái áo của em nhé, mà nó nhìn ướt từ cổ đến nửa cái bụng là ướt luôn rồi á. Chịu. Ở đây còn đỡ. Đây còn đỡ, em cầm luôn. Cái này hưởng thụ tí. Cơ hội ít, lâu lâu được hưởng thụ tí. Nhưng mà tất cả cái này nhận ra quay nha, mình quay mình ngồi đây 2-3 tiếng, cổng ra khoảng 15 giây. Khổ. Thời gian dùng rất ít nhưng mà... Dùng rất ít đúng rồi, mình quay quá thì đừng quay nhiều. Để làm cái MV như này các bạn thì biết đi, mình đầu tư vào nguyên ngày, là có thể là cái, cho em biết là cái chương trình quay của cái MV này sẽ là 2 ngày đó,
mà cái tổng thời gian sẽ chiếu cho cỡ khoảng 3 phút, 2 phút dưới 3 phút thì đó à. Nó không được bao nhiêu lâu đâu. Đó. Để từng cảnh á, mình có thể quay, nhưng mình quay cái cảnh mới sáng nay mình quay thôi nha. Là bây giờ đã cần đến trưa rồi, mà đó là được chắc được được mười mấy giây, 20 giây, 30 giây chắc chưa đến. Hả? Khó. Quay mấy này cực lắm. Nhưng mà bởi vì nghệ thuật mình sẽ làm. Ok, lại nha. 3 2 1 action. Đấy, 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 em sớm sớm quá là bị bạn ấy sẽ dẫm vào váy của em. Để đẩy Hiếu lên đến nơi đã rồi em mới bước một xuống một bước nhá. Giờ là 12 giờ rồi, cô dâu rất là mệt rồi đấy. Nhưng mà mọi người đang rất là cố gắng. Cô dâu chú rể là rất là cố gắng đến giờ phút này rồi. Chỉ còn một đúp cuối cùng thôi. Đúp là rơi giày, xin ra là rơi giày. I thought things like this would never happen, but
they happen with you.